ba đời tổng thống đốt nóng bang chiến địa, bầu cử giữa kỳ Mỹ tăng nhiệt. Giới siêu giàu chi đậm ủng hộ ứng viên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ. Hy vọng dần nhạt nhòa cho Đảng Dân Chủ. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng hổi, nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cả Tổng thống Joe Biden và hai người tiền nhiệm Donald Trump cùng Barack Obama đều tới bang Pennsylvania để kéo thêm phiếu bầu cho hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp diễn ra. USA Today đưa tin, ông Biden, ông Trump và ông Obama, những chính trị gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu nước Mỹ, ngày 5 tháng 11 đều tới Pennsylvania trong nỗ lực vận động tranh cử nước rút khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Trong khi Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Barack Obama vận động cử tri ở Pittsburgh và Philadelphia bầu cho Đảng Dân Chủ trong cuộc đua tới ghế trong Quốc hội và Thống đốc, thì cựu Tổng thống Donald Trump cũng tiếp lửa cho cử tri để gia tăng ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Giới quan sát nhận định, đây cũng có thể xem là một bước đệm để ông Trump có thể trở lại cuộc đua tới ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2024, điều mà ông đã nhiều lần phát đi tín hiệu trước đó. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ, có thể làm xoay chuyển cục diện đảng nắm quyền trong cơ quan lập pháp Mỹ trong 2 năm tới, ông Biden kêu gọi cử tri sử dụng quyền hiến pháp của họ. 2 năm trước, các bạn đã sử dụng quyền lực này để biến ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống. Và năm nay, các bạn hãy sử dụng quyền đó để bầu ông John Fetterman trở thành thượng nghị sĩ mới, ông Biden phát biểu trong tiếng reo hò của đám đông. Vài giờ sau đó, trong bài phát biểu trước các cử tri, ông Trump chỉ trích ông Biden và ông Fetterman, đồng thời kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mehmet Oz. Ông Trump tiếp tục phát đi gợi ý rằng ông có thể sẽ sớm công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Tôi sẽ chưa nói điều đó bây giờ, nhưng các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc sớm thôi, ông Trump nói, kêu gọi Đảng Cộng Hòa tạo ra một làn sóng đỏ khổng lồ. Cuộc đua giữa hai ứng viên Oz và Fetterman có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định xem Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Thượng viện Mỹ. Pennsylvania cũng được dự đoán sẽ trở thành một bàn chiến địa căng thẳng vào năm 2024. Sự góp mặt của ông Obama tại bang này vào thời điểm quyết định được xem là nỗ lực của Đảng Dân Chủ trong mục tiêu duy trì quyền kiểm soát Thượng viện trong 2 năm kế tiếp. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 chứng kiến các nhà tài trợ chịu khó móc hầu bao vận động những ứng viên mà họ ủng hộ. Trong số này, nổi bật là 10 cá nhân với tổng tiền tài trợ 540 triệu đô la Mỹ theo trang Open Secrets. Tổ chức nghiên cứu Open Secrets, trụ sở Washington DC, ước tính với khoản chi trong mùa bầu cử năm nay tăng gần 2 tỷ đô la Mỹ so với năm 2018. Khoảng 62% giá trị tiền tài trợ tập trung vào các ứng viên Đảng Cộng Hòa, phản ánh xu hướng trái ngược so với những kỳ bầu cử trước khi giới siêu giàu ưu ái Đảng Dân Chủ hơn. Sau đây là những nhà tài trợ rộng tay đầu tư cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. George Soros, 128,5 triệu đô la Mỹ chi cho Đảng Dân Chủ. Tỷ phú Soros chi 128,5 triệu đô la Mỹ cho tổ chức do ông sáng lập là Democracy PAC, với PAC viết tắt từ Ủy ban Hành động Chính trị. Kế đến Democracy PAC rót tiền cho một số siêu PAC ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ. Chẳng hạn, Democracy PAC quyên góp 10,5 triệu đô la Mỹ cho Senate Majority PAC, siêu Ủy ban Hành động Chính trị do lãnh đạo đa số tại Thượng viện Charles Chamber điều hành. Richard Yulin, 80,7 triệu đô la Mỹ chi cho Đảng Cộng Hòa. Tỷ phú Yulin là nhà đồng sáng lập tập đoàn Tô Biển Eli, trụ sở tại Illinois, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Mỹ. Trong mùa bầu cử gần đây, Đảng Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ mạnh từ ông Yulin. Và năm nay, đánh dấu khoản chi lớn nhất kể từ khi ông Yulin tham gia đường đua tài trợ chính khách. Với 23,2 triệu đô la Mỹ, hiện ông là nhà tài trợ hàng đầu cho Club for Growth, một trong những siêu PAC có quyền lực nhất đảng bảo thủ Mỹ. Kenneth Griffin, 68,6 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Tỷ phú Griffin, Tổng giám đốc điều hành, CEO, Quỹ đầu tư Kitabel, bang Florida, là một trong những nhà tài trợ giàu nhất mùa này với giá trị tài sản ròng ước tính 31 tỷ đô la Mỹ, theo tạp chí Forbes. Trong số tiền quyên góp, ông có chi 18,5 triệu đô la Mỹ cho Quỹ lãnh đạo Quốc hội, siêu PAC hiện do thủ lĩnh phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy quản lý. Vị tỷ phú cũng góp 10 triệu đô la Mỹ cho Quỹ lãnh đạo Thượng viện có liên kết với thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell. Jeff Ash, 47,3 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Tỷ phú Ash là nhà sáng lập công ty kinh doanh định lượng Susquehannan, trụ sở Pennsylvania. Mùa này, ông quyên góp 15 triệu đô la Mỹ cho Quỹ tự do trường học,
COPAC chạy quảng cáo với nội dung công kích các ứng viên dân chủ về việc vận động đóng cửa trường học do COVID-19. Ông cũng góp 5 triệu đô la Mỹ cho COPAC ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Rand Paul ở Kentucky. Timothy Mellon, 40 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Tỷ phú Mellon, người Wyoming, là nhà tài trợ lâu năm của Đảng Cộng Hòa. Ông là cháu trai của ông trùm ngành ngân hàng Andrew Mellon. Ông chi 10 triệu đô la Mỹ cho quỹ lãnh đạo quốc hội, thêm 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ hành động Stinnell. Tỷ phú Mellon cũng là nhà ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Donald Trump và nỗ lực siết chặt luật di trú trong nhiệm kỳ ông Trump. Năm ngoái, vị tỷ phú đã quyên góp 33 triệu đô la Mỹ cho quỹ xây tường biên giới ở Texas. Sam Bankman-Fried, 39,8 triệu đô la Mỹ, Dân chủ. Ông Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch hối đoái trực tuyến FTX, là gương mặt mới trong danh sách các nhà tài trợ chịu chi nhất cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Vị tỷ phú chi hầu hết 28 triệu đô la Mỹ cho Project Our Future PAC, COPAC do ông thành lập và tập trung vào nỗ lực ngăn chặn đại dịch kế tiếp. Đây chỉ là khoản tiền nhỏ trong số 1 tỷ đô la Mỹ mà ông cam kết ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ trong năm nay và mùa bầu cử năm 2024. Fred Ichaner, 35,8 triệu đô la Mỹ, Dân Chủ. Ông Ichaner hiện quản lý công ty truyền thông Newsweb Corporation, vận hành một số đài phát thanh và báo in ở khu đô thị Chicago, bang Illinois. Người ủng hộ nhiệt thành cho Đảng Dân Chủ đã chi 9 triệu đô la Mỹ cho quỹ đa số tại Hạ viện PAC và thêm 8 triệu đô la Mỹ cho quỹ tương tự của các thượng nghị sĩ Dân Chủ. Stephen Schwarman, 35,5 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Ông Schwarman là chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Blackstone, bang New York, một trong những công ty đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Vị tỷ phú quyên góp 10 triệu đô la Mỹ cho hai quỹ lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, cung cấp sự ủng hộ lớn lao cho nỗ lực của Đảng Cộng Hòa trong việc giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện từ Đảng Dân Chủ. Peter Thiel, 32,6 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Tỷ phú Thiel là nhà đồng sáng lập PayPal, trụ sở bang California và hiện đứng đầu công ty phân tích dữ liệu Prantel Technology, bang Colorado. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên ông Thiel gia nhập danh sách siêu tài trợ bầu cử Mỹ và chủ yếu đặt cược vào hai ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang chạy đua vào ghế Thượng viện ở Arizona và Ohio. Dory Ellison, 31 triệu đô la Mỹ, Cộng Hòa. Với giá trị tài sản ròng ước tính gần 100 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes, hiện ông Ellison là người giàu có nhất trong danh sách siêu tài trợ năm nay. Chủ tịch tập đoàn Orex Texas quyên góp 20 triệu đô la Mỹ cho quỹ nắm bắt cơ hội. COPAC có liên hệ với Thượng nghị sĩ Tim Scott đang dồn sức ủng hộ các ứng viên Đảng Cộng Hòa chạy đua vào Thượng viện. Sau thời gian nhận được cú hích, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân Chủ lại đi xuống, khiến hy vọng của đảng này ngày càng nhạt nhòa khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Từ khi Tòa tối cao Mỹ lật ngược án lệ Roe v. Wade vào tháng 6, nhiều người đã nhen nhóm hy vọng Đảng Dân Chủ có thể tránh được thảm họa trong dịp bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 11. Nhưng chỉ vài tháng sau, tới giữa tháng 10, chính các đảng viên Dân Chủ cũng nhận ra rằng họ đang mất dần đà tiến. Một khảo sát công bố ngày 16 tháng 10 do CBS News YouGov cùng thực hiện cho thấy Đảng Dân Chủ có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 2 điểm phần trăm so với Đảng Cộng Hòa trong một số cuộc bỏ phiếu giả định vào Quốc hội Mỹ. Một khảo sát của New York Times, Senior Collect ngày 10 tháng 10 thể hiện cử tri có xu hướng bầu cho Đảng Cộng Hòa 49%, cao hơn 45% của Đảng Dân Chủ. Cử tri độc lập là nữ giới, nhóm cử tri quan trọng cho Đảng Dân Chủ trong những khu vực và tiểu bang dao động đã nghiêng rõ rệt về phía Đảng Cộng Hòa sau một tháng. Tôi ước gì bầu cử diễn ra vào tháng 8. Ông Matt Bennett thuộc tiểu nhóm Touchway có xu hướng trung tả nói với Politico, chúng ta đã chạm đỉnh hơi sớm. Thời điểm không thể tệ hơn. Thời điểm diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ không thể tồi tệ hơn đối với Đảng Dân Chủ. Sau nhiều tuần giảm, giá xăng lại tăng trở lại. Lạm phát vẫn vượt tầm kiểm soát và thị trường chứng khoán đang ảm đạm. Phe Cộng Hòa cũng cho chạy quảng cáo sau một tuần nghỉ lễ lao động ngày 4 tháng 9 để giáng những đòn mạnh vào phe Dân Chủ về vấn đề kinh tế và tội phạm. Mọi điều ấy đều sẽ diễn ra trong bối cảnh một số bang then chốt đã bắt đầu giai đoạn bầu cử sớm. New York Times cho rằng những diễn biến sau đó đã khiến bà Rice mất cơ hội kế nhiệm Ngoại trưởng Clinton và cũng có thể đóng góp phần khiến bà không thể trở thành đối tác tranh cử của ông Biden vào năm 2020. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.